Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn trở lại cùng Đồ Gỗ Văn Sáu. Thì hôm nay Đồ Gỗ Văn Sáu muốn truyền tải và chia sẻ cho quý vị hai cái mẫu bàn ghế được làm trên chất liệu là gỗ hương đá. Đối với hai cái mẫu bàn ghế này thì kiểu dáng thiết kế rất là độc đáo và lạ mắt. Thì như quý vị thấy thì tôi đang check góc máy quay. Thì ở phía bên đây là một trong những cái bộ bàn ghế mà có một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Ở phía bên đây là có một bộ bàn ghế gồm có bốn chiếc ghế và một cái bàn tròn có được ghép vào nhau để tạo nên một chiếc bàn tròn rất là độc đáo. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết từng cái bộ sản phẩm một. Đầu tiên về cái bộ bàn này thì tôi sẽ check cho quý vị về cái phần mặt bàn nha. Mặt bàn thì tất cả toàn bộ đều được làm trên chất liệu gỗ hương đá và như quý vị thấy thì cái kiểu dáng thiết kế như sau. Đây là những cái phần mà ghép của cái phần vòng cung tròn để tạo nên một cái bàn tròn đây các bác nha. Đây, một cái cung này, hai cung, ba cung. Bên này cũng vậy này. Và ghép tạo nên một cái bàn thì ở trên này là cái phần ghép đây các bác. Ở phía bên trong này khi mà tháo ra thì có hai chiếc chốt các bác nha, hai chiếc chốt để được gắn vào để nó khớp vào nhau. Mặt bàn này tôi sẽ áng chừng nữa. Đây, 20, 20, 60, 80, đã rơi khoảng 80, có 80 một chút về cái đường kính của mặt bàn. Từng cái phần ghép thì ghép rất là chi tiết và tỉ mỉ luôn các bác. Bên trong này thì đây, vân gỗ hương đá thì các bác miễn bàn rồi, vân gỗ hương đá thì quá là đẹp luôn. Cái này vẫn là để mộc ấy, còn chưa có sơn phủ bóng PU. Nếu mà lên lớp bóng PU nữa thì còn đẹp nữa. Tiếp theo đến phần bên dưới nha. Phần bên dưới đây là hình về các cái bông hoa. Bông hoa thì tất cả các cái mặt thì nó sẽ để cái kiểu dáng hoa văn giống nhau luôn. Phần bên dưới này, phần bên dưới như quý vị thấy được chia thành các cái ngăn nhỏ này. Ở trên này là cái ngăn vuông cao nhất, thì để hai cái mặt vuông ghép vào nhau là thành một cái hình chữ nhật, đựng được vào rất là nhiều đồ ở trong này. Vân gỗ hương đá thì cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo đến phần bên dưới là hai cái hình tam giác được ghép vào nhau tạo thành một cái hình tam giác lớn, cũng để đựng đồ rất là độc đáo luôn, đối xứng hai bên luôn nha, đối xứng hai bên luôn này vậy. Tiếp theo mặt bên dưới là cái mặt rộng nhất thì được làm theo kiểu là hình lục giác. Có 6 cạnh đây, 6 cạnh đối xứng nhau. Đấy, từng những cái phần mà thanh ghép của cái phần mặt bàn này, các bạn thấy cái chân không? Bên Đồ Gỗ Văn Sáu làm rất là tỉ mỉ và công phu để có được một trong những cái bộ bàn ghế mà nó độc đáo nhất để cho các bác sử dụng. Đối với mẫu bộ bàn ghế này thì thích hợp cho các bác sử dụng không gian phòng khách hoặc là những cái văn phòng bất động sản này, công ty, xí nghiệp, nhà máy, đối với những cái cơ quan thì sẽ rất là độc đáo. Tiếp theo đến phần ghế. Phần ghế thì đằng sau có cái phần tựa đây, tựa. Và cái phần này là cái phần tay. Đây, làm đây rất là mịn, đều. Từng những cái phần ghép này cũng là rất là chi tiết này. Đến là hình hoa đây. Ở bên dưới này đều được tạo một cái hình dạng như bình hoa. Bình hoa, lục bình, bình hoa. Trên này có hình hoa. Rất là chắc chắn luôn. Gỗ hương đá thì chịu được cực kỳ là tốt các bạn, cực kỳ là tốt. Xếp vào lỗ gỗ quý lại một về cái độ vân đẹp này, về độ lâu bền chắc và không bị mối mọt. Bốn chiếc ghế thì giống nhau thì tôi cũng sẽ không đi chi tiết từng chiếc mà tôi chỉ đi chi tiết một chiếc thôi để quý vị có thể biết được bốn chiếc ghế cả bộ này. Đây về cái phần chiếc ghế bên này đây, vân cực kỳ là đỉnh cao luôn, quá là đẹp luôn. Thì bác nào muốn mua cái bộ sản phẩm một bàn tròn bốn chiếc ghế được làm trên chất liệu gỗ hương đá rất độc đáo này thì hãy liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu nha, hoặc là có thể là liên hệ qua số điện thoại để được tư vấn kỹ lưỡng hơn. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với bộ bên này. Hai mẫu được tạo tác và thiết kế theo những cái họa tiết hoa văn lối rất là đặc biệt. Tôi sẽ check phần bàn ở trước. Bàn này thì có chiều rộng
khoảng gần 40 và cái chiều dài tôi chỉ áng theo cái găng tay thôi. Chiều dài được khoảng là 50. Đây. Đây là cái phần mặt bên trong. Hiện tại thì vẫn đang để mộc đó nha. Đấy. Và cái chiều cao thì do tôi vừa quay vừa ấy thì sẽ đo được cái chiều cao. Kiểu dáng thiết kế của chiếc bàn này như sau. Đây là cái phần mặt bàn này, phần bên dưới và bốn góc thì được tạo thành một cái hình vòng cung. Hình vòng cung. Ngoài ra thì bên dưới này có những cái tách thanh thanh được gắn thêm bốn bên để tạo nên một cái khối vòng cung vòm rất là đẹp luôn các bạn. Bác nào mà muốn sở hữu một trong những mẫu độc đáo như này thì cũng liên hệ ngay tới đội ngũ Văn Sáu ạ. Check chi tiết cho các bác về cái phần chân này. Đây làm các bác thấy không? Từ những cái phần mà ghép nối đây làm rất là kín luôn. Đây cái phần viền ngoài đây có được tỉa những cái phần viền ngoài đây. Bên dưới còn có hình hoa lá cây. Tiếp theo thì check đến phần ghế nhá. Đây, hai chiếc ghế. Vì là ghế giống nhau tôi sẽ check một bên thôi. Cái phần bên dưới này tôi sẽ áng chừng găng tay nha. Đây là khoảng 60 phân. Về cái chiều rộng 60-50 và khoảng rồi. Và đây là cái phần tay đây. Tay được thiết kế là hình dạng là hoa lá cây đây. Thiết kế kiểu vòng cung và làm tròn. Rất là mịn đều luôn. Tiếp theo đến họa tiết hoa văn phần bên này là phần bên trong đấy các bạn. Được đục những cái hình họa tiết hoa văn hoa lá cây. Hai bên cạnh cũng là đối xứng họa tiết hoa văn hoa lá cây. Đối xứng xuống bên dưới cũng vậy. Đây là cái phần mà tạo thành những cái ô. Để cho những cái phần thanh bên cạnh nó được đầy đặn hơn thì bên này có tạo thêm hai cái miếng gỗ nữa sang hai bên. Và phần bên dưới của chiếc ghế này ấy, thì cũng được thiết kế theo kiểu hình khung vòm các bạn. Đây, cũng có được làm theo kiểu khung vòm. Rất độc đáo đâu, có họa tiết hoa văn hoa lá cây ở phía chân. Và bên dưới là bốn thanh gỗ ghép vào nhau, cực kỳ độc đáo luôn. Thì trong video ngắn ngày hôm nay, đồ gỗ Văn Sáu muốn truyền tải cho quý vị một trong hai mẫu bàn ghế được thiết kế độc đáo chế tác trên chất liệu là gỗ hương đá. Thì quý vị nào muốn mua và tư vấn kỹ hơn hoặc là có những cái hình ảnh sắc nét hơn thì liên hệ đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại là 0968 152070 và 0972 282070 để được liên hệ tư vấn. Và đồ gỗ Văn Sáu thì lúc nào cũng sẽ trực máy để trả lời và tư vấn cho các bác. Thì một lần nữa thì xin kính chào các bác, chúc các bác luôn luôn được thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các buổi chia sẻ về những sản phẩm đồ gỗ tiếp theo. Và xin kính chào các bác.